Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái quạt két nước của Kia Morning từ đời 2008 đến 2010. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc. Đây là cái mã sản phẩm 25380070. 550. Đây là chiếc vỏ hộp. Đây chính là chiếc anh em, đây chính là hình ảnh tổng quan của chiếc quạt. Đây ạ. Quạt được thiết kế này với cánh thì là thiết kế cánh chéo, giúp cho tản nhiệt và sản sinh gió rất là tốt. Tất cả đây là cái hướng của nhà sản xuất, người ta để rõ ra là để cái hướng để quay chiều gió nó sẽ là quay như thế này ạ. Đây là điện trở quạt két nước. Cái quạt này thì nó bao gồm luôn đây. Với cái dòng này thì ba chân bắt ốc của nó thì nó có thiết kế khá là giống với các cái dòng Kia xe con từ 4 chỗ đến 7 chỗ, đều là ba ốc bắt như thế này. Đây là các cái tai để chúng ta gài sẵn vào chỗ két nước đấy ạ. Và đây là một số cái lưu ý của nhà sản xuất là khi mà quạt đang chạy thì chúng ta tuyệt đối là không cho tay vào trong. Đây, để chúng ta có thể nhìn với cái sản phẩm mà hàng OEM, hàng chuẩn của Hàn Quốc thì tất cả mọi chi tiết của nó sẽ đều có mã sản phẩm. Đây là hai cái rắc điện, nó liền với cả con trở để ra để chúng ta về chỉ việc cắm thôi. Đây. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái quạt két nước của Kia Morning 2008 đến 2010. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm hãy để lại số điện thoại ở phần bình luận. Bên em sẽ liên hệ lại để hỗ trợ tư vấn cho anh em. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.